Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua, ngày 8 tháng 5 năm 2024. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lữ Bình Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Trang chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, hết quân, Lữ Bình, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Kha Nam Trung Quốc cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
Chang Jun. Chơi đến đây sát cục, Kha Nam buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like. Và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.